Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, những ngày này, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã đón tiếp nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đến trao ủng hộ phòng chống COVID-19 và đóng góp vào quỹ vaccine. Tính đến chiều ngày hôm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng đã tiếp nhận số tiền hơn 38 tỷ 530 triệu đồng. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố tiếp tục kêu gọi lòng nhân ái, tinh thần trách nhiệm của các tổ chức cá nhân, đóng góp thêm nguồn lực chung tay cùng thành phố Đà Nẵng nói riêng và cả nước nói chung trong cuộc chiến chống COVID-19, đảm bảo công tác an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Mọi sự ủng hộ liên hệ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 12 đường Trần Phú, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, số điện thoại 02363 837210 hoặc 02363 818385.